Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 19 giờ tối nay ngày 9 tháng 11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 410 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 100-115 giờ, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 19 giờ tối mai ngày 10 tháng 11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 19-100 giờ, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 11 tháng 11, trung tâm vùng áp thấp trên đất liền phía đông bắc Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 dưới 40 giờ. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên khu vực giữa biển Đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6-8 mét, biển động dữ dội. Khu vực bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4-6 mét, biển động rất mạnh. Từ chiều tối mai ngày 10 tháng 11, trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Gia Lai, đắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1-5 mét. Cũng do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm nay đến ngày 12 tháng 11, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Nông, Lâm Đồng là 100-150 mm. Tại Bình Định đến Khánh Hòa là 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Khu vực Kon Tum, Gia Lai là 100-200 mm. Từ đêm nay đến 12/11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên lên mức 2, sông nhỏ lên trên 2. Các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa lên mức 2-3 và trên 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu. Bão số 6 hình thành từ một vùng thấp trên dải hội tụ nhiệt đới giữa biển Đông. Vùng thấp này sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục mạnh lên thành bão. Do cùng lúc trên các đại dương xuất hiện 4 cơn bão nên hướng di chuyển của bão số 6 rất phức tạp. Bão di chuyển hướng đông trước khi đổi hướng về phía đất liền nước ta. Bão tăng cấp liên tục do qua vùng biển ấn, kết hợp gió mùa đông bắc tăng cường. Thời điểm mạnh nhất bão quần thảo khu vực giữa biển Đông gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15. Tuy nhiên, càng đi vào gần bờ, gặp vùng biển lạnh hơn, bão số 6 dần suy yếu. Thời điểm đổ bộ, bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.